vừa khai trương Hồng Loan được khách sộp mua hết 500 triệu tiền hàng. Hồng Loan khai trương shop Bun Bun quá thành công, khán giả ủng hộ quá nồng nhiệt. Có chị khách mua đơn hàng lên đến 500 triệu đồng chỉ vì yêu mến ủng hộ cho Hồng Loan ngày đầu được may mắn cả năm. Ngày khai trương này còn có các anh chị và các bạn của Hồng Loan sát cánh cùng cô hơn 10 tháng nay đều có mặt đầy đủ ủng hộ tinh thần cho Loan. Shop Bun Bun khai trương ngập tràn hoa tươi của khán giả gửi tới. Một ngày quá nhiều sự hạnh phúc của Hồng Loan. Nhân ngày khai trương shop Bun Bun, Hồng Loan còn thông báo cô được mời đóng phim điện ảnh. Chỉ là một vai phụ nhỏ nhưng cô được xuất hiện trong rạp chiếu, cô vui lắm. Mong rằng khán giả và người thân thương của Hồng Loan mùng một Tết có mặt ủng hộ cho vai diễn đầu tiên của cô được thành công suôn sẻ. Hồng Loan từ một người vô danh tiểu tốt nay trở thành một người trên vạn người, đấy chính là nhờ công đức của người cha, đó chính là chú Vũ Linh, được khán giả trong và ngoài nước yêu mến, mà còn được vô danh sách anh chị em nghệ sĩ trong showbiz sẵn sàng giang tay giúp đỡ Hồng Loan. Nếu Hồng Loan gặp khó khăn trắc trở, vậy còn gì bằng, chắc ba Vũ Linh trên trời cũng linh thiêng ủng hộ cho đứa con gái mình nên mới được ngày hôm nay. Nên Hồng Loan không bao giờ quên công ơn sinh thành của ba, cứ dịp lễ Tết sinh nhật là Hồng Loan đều nhớ tới ba đầu tiên. Cùng làm tiệc bên mộ của ba, chung vui cùng bà con, để cho ba được cảm thấy ấm cúng, Hồng Loan quả thực là một con gái rất hiếu thảo. Lần đầu Hồng Loan thử sức mình khi tham gia bộ phim truyền hình Yêu Lần Nữa do Nguyễn Dương làm đạo diễn. Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh tay ngang đóng phim. Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh nói với Tuổi Trẻ Online rằng ca sĩ Nguyên Vũ chính là người kết nối tạo cơ hội cho cô tham gia bộ phim truyền hình Yêu Lần Nữa. Đây cũng là vai diễn truyền hình đầu tiên của Hồng Loan tham gia. Lần đầu đóng phim nên lúc đầu Loan cũng lo sợ, nhưng Loan muốn thử sức mình và muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa quay chung với ba. Lúc còn nhỏ, Loan từng quay một vở tuồng với anh Linh Tý, giờ Loan muốn đi quay để một lần nữa ôn lại kỷ niệm, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ. Nguyên Vũ cho biết lúc đầu anh kết nối với đoàn phim để Hồng Loan vào vai thư ký, người yêu của Nguyên Vũ trong phim. Tuy nhiên, khi anh nghĩ đến những cảnh yêu đương hay cảnh hôn nhau thì cả hai sẽ cười phì và sẽ khó ghi hình, nên anh xin đạo diễn đổi vai cho Hồng Loan. Trong phim, Hồng Loan vào vai Bảy Nhí là cháu của Nguyên Vũ, họa sĩ Lâm. Đạo diễn Nguyễn Dương cho biết, vai của Hồng Loan là một cô gái nhà quê lên nhà họ hàng ở thành phố sinh sống và học tập. Cô giúp đỡ công việc nội trợ hàng ngày cho gia đình. Khi được hỏi liệu việc mời Hồng Loan có phải cách PR hay đánh bóng tên tuổi, đạo diễn Nguyễn Dương nói với Tuổi Trẻ Online, từ trước đến nay tôi không PR phim bằng cách này. Hồng Loan đóng vai nhỏ nhưng tôi mời cô ấy không chỉ xuất hiện trong phim. Tôi có cách để vai diễn của Loan có tính cách riêng, có nội dung, có câu chuyện đáng nhớ. Yêu Lần Nữa khởi quay từ ngày 15 tháng 11. Kể về câu chuyện tình yêu của những người từng mất niềm tin vào tình yêu, Hồng Loan cho biết lần đầu tiên tham gia đóng phim dài tập nên chưa quen lịch quay ngày đêm liên tục. Tuy nhiên cô nhanh chóng bắt nhịp và quen dần. Loan mong khán giả thông cảm nếu Loan đóng phim chưa hay. Tham gia bộ phim này, Loan được đạo diễn, phó đạo diễn, các anh chị trong đoàn phim, đặc biệt là ca sĩ Nguyên Vũ hướng dẫn chỉ dạy diễn xuất rất nhiều, Hồng Loan bộc bạch. Hồng Loan từng đóng phim ngắn, MV. Trước đó, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh tham gia vào MV ca nhạc hơn cả người thân do ca sĩ Nguyên Vũ thực hiện. MV là món quà nhỏ Nguyên Vũ thực hiện để dành tặng cho Hồng Loan đăng trên kênh YouTube của cô, vì nam ca sĩ thấy kênh của Hồng Loan ít có sản phẩm. Hồng Loan hỗ trợ cho chú Bảy Tiểu Linh 300 triệu đồng để chữa bệnh. Như đã đưa tin trước đó, gần đây sức khỏe của chú Bảy Tiểu Linh giảm sút rất nhiều, thường xuyên phải nằm viện trong khi gia đình khó khăn. Vợ của Tiểu Linh là Kim Thoa buôn bán ế ẩm, không có đủ tài chính để lo cho chú. Hôm qua bệnh viện thông báo chú Bảy Tiểu Linh phải nhập viện để theo dõi và mổ sỏi thận. Tuy nhiên vì chi phí quá cao nên đang đi vay mượn nộp viện phí. Khi niềm hy vọng gần như đã tắt vì chú không gom đủ tiền, chính Hồng Loan đã đưa Bùm Bùm tới thẳng Bệnh viện Đại học Y Dược làm thủ tục, chi ra 300 triệu đồng để giúp chú Bảy mổ sỏi thận. Việc làm này của Hồng Loan và Bùm Bùm khiến nhiều người nể phục. Dù trước đó chú Bảy nhiều lần công kích mẹ ruột Hồng Loan, nghe lời xúi bệnh của phía Hồng Phượng, nói xấu và đặt điều không tốt về cả Hồng Loan và mẹ ruột. Tuy nhiên vì nghĩ chú dù gì vẫn là chú ruột của mình, em ruột mà cha hết sức yêu thương, nên Hồng Loan đã cùng Bùm Bùm bàn kế hoạch giúp đỡ chú. Anh hai Vũ Luân cũng hết sức tán thành ủng hộ việc làm của hai em. Trước đó nghệ sĩ Tiểu Linh từng nói về hoàn cảnh gia đình và việc vợ con không chăm sóc. Tiểu Linh từng cho biết bản thân không đủ năng lực lo cho gia đình và gần đây nhiều bệnh tật. Nam nghệ sĩ trải qua hai lần đò, chung sống với người bạn đời thứ hai là nữ nghệ sĩ Kim Thoa thì tình cảm cũng không được bền chặt như người vợ đầu, tức mẹ của Bùm Bùm. Ông từng nhiều lần khuyên vợ thấy chỗ nào tốt hơn có cơ hội thì cứ tiến tới. Hiện nghệ sĩ Kim Thoa đang bán bánh xèo, thời gian qua không còn ai gọi chị đi hát cải lương như trước. Từ khi xung đột với Hồng Loan nổ ra, cuộc sống của chị càng thêm khó khăn, cứ ra đường là phải trùm kín mặt.
vì sợ nhiều người ghét cứ đòi đánh. Kinh tế kiệt quệ khiến Kim Thoa không có điều kiện lo cho chú Bảy. Đành để tới đâu thì tới, ai thương thì lo, không thì bà cũng đành chịu. Nghệ sĩ Kim Thoa cho biết hiện chưa thể tìm được công việc thích hợp nào khác ngoài bán bánh xèo. Cuộc sống khá bấp bênh vì buôn bán ngày được ngày không, có ngày bán còn không đủ trả tiền chi phí mặt bằng. Chị mong muốn ổn định mọi thứ, mong tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình. Với việc làm này của Hồng Loan và Bùm Bùm, chứng tỏ họ là những người con, người cháu có hiếu trong gia đình, không như đám phượng ve, miệng thì nói yêu thương chú. Hồng Loan đang quản lý tất cả tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh, bà yêu thương và bảo vệ cho con cháu từ lâu. Mặc dù cố nghệ sĩ Vũ Linh đã rời bỏ trần thế một thời gian, nhưng trong lòng con gái của ông khó mà nguôi ngoai. Thỉnh thoảng khi bắt gặp những món đồ của cha, Hồng Loan rất xúc động. Trong những ngày cận Tết, Hồng Loan sắp xếp dọn dẹp lại căn phòng của ba mình. Ngay sau đó cô phát hiện một món đồ của ba mà ông cất giữ rất lâu. Trên trang cá nhân cô chia sẻ, hôm nay con gái dọn dẹp chuẩn bị đón Tết về. Bao nhiêu ký ức ùa về, mỗi khi con cùng các cháu về thăm ba, bước vào cánh cửa là bóng dáng ba ngồi tại chiếc giường này. Còn giờ đây con thèm biết bao nhiêu, được thấy ba, được thấy hơi ấm của ma. Dọn dẹp đến đâu thì đau xót nhớ thương ba đến đó, ba ơi, ba đang ở đâu con nhớ ba lắm. Cô còn tiết lộ một điều tuyệt vời nhất ba để lại cho con mà con không ngờ tới. Trong lúc con dọn dẹp con đã nhìn thấy, đó là tất cả những gì ba im lặng từ bấy lâu nay. Ba ơi con cảm ơn ba đã yêu thương và bảo vệ cho con cháu từ bấy lâu nay. Dưới bài viết nhiều khán giả xúc động trước lời chia sẻ. Họ chúc mừng cô đã tìm thấy món đồ kỷ niệm của người ba quá cố. Mong cô sớm vượt qua nỗi buồn mất ba để hướng về tương lai tốt đẹp. Được biết hiện tại Hồng Loan là người đang quản lý tất cả tài sản của người cha quá cố để lại. Hiện con vẫn quản lý các tài sản của ba con vẫn sống trong căn nhà ba con để lại và ngày ngày chăm nom. Hiện con vẫn sống trong căn nhà ba con để lại và ngày ngày chăm nom như tâm nguyện của ba con. Cô nói, hiện Hồng Loan tập trung công việc bán hàng online tại nhà, thỉnh thoảng cô tham gia ca hát, đóng MV. Bình Tinh bất ngờ hé lộ các xe khủng của Hồng Loan khi đóng phim Tết. Chia sẻ với phóng viên, chị ba Bình Tinh xác nhận mức các xe khủng của Hồng Loan khi nhận lời tham gia bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết, đây là vai khách mời có một vài phân cảnh. Anh đích thân mời Hồng Loan tham gia vì chị hợp vai diễn. Theo anh, vai này tuy không khó nhưng phải con nhà nòi mới hiểu được. Hồng Loan chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên anh và ekip phải hướng dẫn để thích nghi. Trên trang cá nhân, Hồng Loan chia sẻ thông tin này, mong mọi người ra rạp ủng hộ đoàn phim. Chỉ trong 3 tiếng, bức ảnh chị đăng tải nhận được hơn 11.000 lượt yêu thích, gần 700 bình luận và gần 100 lượt chia sẻ. Nhiều người thấy phấn khích vì muốn biết Hồng Loan xuất hiện trên màn ảnh sẽ ra sao. Ngay khi thông tin được công bố, nhiều khán giả và người hâm mộ chúc mừng Hồng Loan có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Chị ba Bình Tinh cũng công bố vì được yêu thương và hiệu ứng truyền thông đang tốt, nhà sản xuất đề nghị trả cho Hồng Loan hơn 5 tỷ đồng để Loan xuất hiện trong một vài phân cảnh của bộ phim, kèm với độc quyền, sử dụng hình ảnh để quảng cáo cho phim. Hình ảnh là điều hết sức quan trọng, nên việc nhà sản xuất hợp tác với Hồng Loan như vậy, cả hai đều có lợi chứ không phải ưu ái Hồng Loan gì cả. Nhà sản xuất của phim cũng xác nhận, từ khi quảng cáo có sự tham gia của Hồng Loan, nhiều khán giả tỏ ra đặc biệt quan tâm đến bộ phim này, hứa hẹn là một bộ phim bom tấn trong dịp Tết. Sáng đèn sẽ ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2024, nói về một gánh cải lương xưa, trải qua nhiều thăng trầm. Phim có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, Hữu Châu, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Bạch Công Khanh, Lê Phương. Trước đó Hồng Loan từng có dự định tham gia phim truyền hình Yêu lần nữa, đóng vai người giúp việc nội trợ trong một gia đình, nhưng sau đó chị thấy không hợp nên xin rút. Gần đây Hồng Loan liên tục tham gia vào các sản phẩm giải trí. Giữa tháng 12 năm 2023, Hồng Loan đóng một vai trong MV Hơn cả người thân của ca sĩ Nguyên Vũ. Sản phẩm này hiện có hơn 1,4 triệu lượt xem trên YouTube. Hồng Loan vào vai một cô gái chịu nhiều tủi hờn. Nhiều người xem nhận xét Hồng Loan cũng truyền tải một phần tính cách nhân vật. Do chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên sự thể hiện của chị cũng hạn chế. Sau đó Hồng Loan liên tục ra các MV kết hợp cùng các ca sĩ khác như Mưa Bong Bóng kết hợp nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Không Bao Giờ Quên Anh, Ngày Xưa Anh Nói kết hợp Huy Sang, Duyên Phận, Đơn Ca. Trước đó Hồng Loan cho biết chỉ thu âm các sản phẩm âm nhạc để kỷ niệm, chứ không có ý định đi hát chuyên nghiệp. Những chuyến xe cuộc đời, chị hát cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân từng lọt bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube, hiện có hơn 4,3 triệu lượt xem. Còn 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm, chị thể hiện một mình có hơn 2,3 triệu lượt xem. Hai sản phẩm này đăng trên kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân.